Quân khu 1 kết luận nguyên nhân tử vong của quân nhân Trần Đức Đô, cơ quan điều tra xác định quân nhân Đô không có mâu thuẫn với đồng đội và không bị đánh đập. Quá trình điều tra, khám nghiệm đều có sự chứng kiến của gia đình quân nhân. Trao đổi với Dinh chiều ngày 12 tháng 7, Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, trưởng phòng tuyên huấn quân khu 1, Bộ Quốc phòng, cho biết cơ quan điều tra của quân khu 1 đã có kết luận nguyên nhân tử vong của quân nhân Trần Đức Đô, 19 tuổi, quê thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là ngạt do tự treo cổ. Theo vị đại tá, quá trình điều tra, cơ quan chức năng không phát hiện quân nhân Đô bị xúi giục, bị thúc ép hay làm nhục. Trong thời gian huấn luyện, nam quân nhân cũng không có mâu thuẫn trong đơn vị với gia đình hay có quan hệ nam nữ. Bên cạnh đó, quân khu 1 cũng xác định anh Đô không có hành vi đánh bạc hay vay nợ ai, đồng thời Đô cũng không bị đánh đập hay hành hung trong đơn vị. Đại tá thì cho biết các vết thương trên người của Đô là do quá trình treo cổ cũng như cắt dây, đưa thi thể nam quân nhân xuống đã va chạm với thân cây và các vật thể không bằng phẳng. Quá trình trưng cầu pháp y, điều tra, thu thập lời khai nhân chứng, phục dựng hiện trường vụ việc đều có sự tham gia, chứng kiến của đại diện gia đình quân nhân Đô và hai luật sư mà người nhà nam quân nhân mời, trưởng phòng tuyên huấn quân khu 1 nói. Cơ quan điều tra quân khu 1 không khởi tố vụ án hình sự sau khi xác định Đô tự tử. Quân nhân Trần Đức Đô nhập ngũ ngày 16 tháng 1 và huấn luyện tại tỉnh Bắc Giang. Đến giữa tháng 6, anh chuyển đến trường quân sự quân khu 1 để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Đến ngày 26 tháng 6, đại đội 14, tiểu đoàn 4, trường quân sự quân khu 1 tổ chức cho bộ đội hành quân vào thao trường huấn luyện theo kế hoạch. 13 giờ 45 phút đến 14 giờ ngày 28 tháng 6, đơn vị đang làm công tác chuẩn bị huấn luyện thì quân nhân Đô báo cáo chỉ huy đơn vị xin ra ngoài đi vệ sinh. Khoảng 14 giờ 20 phút, không thấy quân nhân Đô quay lại, chỉ huy đại đội 14 đã cử 3 chiến sĩ đi tìm. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, quân nhân Trần Đức Đô được phát hiện trong tình trạng treo cổ trên cây phía sau đỉnh đồi, cách địa điểm huấn luyện của đơn vị khoảng 50 mét. Đơn vị đã đưa nam quân nhân đi cấp cứu tại bệnh viện ở thành phố Thái Nguyên. Đến 15 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6, bệnh viện thông báo quân nhân Trần Đức Đô đã tử vong.